Ở đây có quán cà phê Baron. Rất xa các bạn. Uống cà phê rồi uống gì? Cảm giác mình phí. Boyfriend Korean Warm Matcha Tea. Có xài được không? Cái này 176 triệu hả? Ừ, của Hàn Quốc hả? Luôn hai cái bàn chân luôn bạn. Kéo cái chân mình ra luôn bạn ơi. Kéo thẳng chân ra luôn. Cái quán cà phê này là nằm ở tầng số 1 của siêu thị A1 nha bạn. Bán cà phê nhưng mà chắc chủ yếu là để tiếp thị cái massage salon này. Xuất hiện một cái chỗ mà nó bán cái đồ mà cho các bé bơi mà cực kỳ hiện đại các bạn. Wow. Đây là cỡ nhỏ. Kiến nha. Lạ quá ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồ bơi, nhưng hồ bơi mini hả? Cái này hồ bơi ta.
đồ đánh răng luôn kìa. Ông kiếm về dữ. Ô, cái tay luôn kìa. Lấy luôn tay luôn kìa. Chừng thấp lại. Đang ngoan nghe chưa, đây sao bạn nói thấp luôn không? Vừa đánh răng quấy lỗ tai luôn kìa. Tóc nó nhiều, lông nó nhiều á. Nhiều quá, lông nhiều quá. Có con tay con chân rồi kìa. Quá dữ. Cái dịch vụ đó tinh kỳ một trắng tinh nha. Chó được bắt tóc mấy lượng tay bấm chân bấm tay như người luôn ạ. Xong luôn.